Oh. Trân trọng kính chào quý vị tư và anh chị em quay lại kinh mất sản xuất việc ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ cứ ký gửi mình mình một cái miếng đất nằm ở đường nhựa. Cái đây là đường nhựa kia bằng đường nhựa xóm giữa anh chị. Đó trước cái màn hình mình là là đường quốc Lộc A đó chị. Đây di chuyển ra ngoài là khoảng 100 đến 150 m nha cũng rất là gần nha anh chị vị trí em đứng ở đây là ở xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang trước cái đường ra quốc lộ mình á là ngay chỗ viện cây ăn quả miền Nam anh chị đây là cái ranh giới nè đây có, có trụ xi măng anh chị đó sâu vô bên trong là 40 m à, ngang mặt tiền đường nhựa này là 11 m hiện tại cái mảnh đất mình trồng à, ngò nha anh chị đây mình được là ba clip nha ba clip ngồi nha anh chị ta mới cắt hết một mấy clip rồi còn có một clip và chưa cắt nha anh chị cái này là diện tích nó là khoảng 850 m nhưng mà gia chủ kẹt tiền á chỉ bán có là 11 và 40 thôi ha đây từ tới cái cái bên cái ống nước ra trước màn hình anh chị bên trái đó là cái có cái cái, cái canh đó chị đó là 10 ngang là 11 sâu vô là 40 nằm ở đường nhựa là khoảng 4 mét nha anh chị từ cái mảnh đất mình nó di chuyển ra cái đường quốc lộ A là 100 đến 5, 150 mét đây cái, cái trụ xi măng anh chị đó, dài qua đó là 11 mét còn sâu vô là 40 mét ha hết cái vườn rau mình là, là, là hết đất anh chị đây cái đường này là di chuyển ra đường cầu xóm dừa anh chị à, tới qua cây cầu súng dừa là về phải đó là về đường dừa long hưng là lên cái đường cha chợ trái cây vĩnh kim cho bắc lộc a còn về trái là về trung tâm thành phố mỹ tho từ cái mảnh đất mà nó di chuyển ra trung tâm thành phố mỹ tho là khoảng là chạy xe máy là khoảng 15 phút nha đây giờ di chuyển sâu vô cái mảnh đất cho anh chị xe tham quan ha nếu mà anh chị và quý đầu tư nào ở sài gòn á di chuyển về coi đất này nó là khoảng 70 cây số là tới rồi anh chị đường rất là dễ đi nha anh chị à, mình đi về hết của tóc đó là ra tới quốc lộ A chạy khoảng một đoạn nó qua cầu đụ rồi tới viện cây quả làm việc đẹp trái nó là vô tới miếng đất mình nha đường rất là dễ đi nha anh chị nè anh chị thấy không đất mình rất là cao nha hiện tại về trồng ngòi thôi nhưng mà đất mình có gần cao gần bằng cái đường nhựa luôn anh chị hệ thống phun tự động thì ta gắn trên cái mảnh đất mình rồi đó cái này là mình xài ngò là không cần tứ tay nữa đâu đất mình là sạch sẽ không có màu mãi gì trên đất nha anh chị anh chị rất là yên tâm nha thích hợp anh chị nào về để cắt nhà ở hay là làm giường đó hay là 11 mét thì mình cắt các cái biệt thự mini đó. mình ở cũng rất là thuận tiện ha tại di chuyển ra cái quốc lộ 1A cũng rất gần lắm di chuyển về trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng uh, di chuyển khoảng uh, chạy xe khoảng 10 đến 15 phút là tới trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị đây Cái đất mình là tới mấy đây thôi anh chị còn có biết sao là vườn uh, trồng dừa là đất của người khác nha đây để quay lên trên phía trước cho anh chị xem thấy không đất mình cao gáo bằng phẳng rất là đẹp nha anh chị này uh, bà con anh chị nào ở Sài Gòn á uh, mấy cô chú nào lớn tuổi á, uh, nếu về đây uh, À nghỉ dưỡng á khu này rất là thích hợp cho mình nha. Vì cái à, mặt tiền đường nhựa và khu này ở rất là đông dân nữa. Khu này rất là an ninh và à, rất tiện lợi do cái gần cái uh, tiện ích nữa anh chị. ra bắt lộ chạy xíu là tới uh, uh, tiện ích này Như là chợ Dứa nè, đó. Tiệm mới xanh đó. cũng rất là gần đó. Đây để em quay cho hai nhà rất là đông anh chị thấy không? nhà rất là nhiều ha đất mà là nằm hướng đông anh chị với giá bán là 160 triệu một mét ngang đó nếu mà, mình mua thì thì gia chủ cũng bớt mình chút đỉnh nha anh chị à, đến đây em kết thúc video à, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh đất này hãy liên hệ bên em để em dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng giá cả hợp lý để mình mua đầu tư hay là các nhà ở ha à, bất sản đất việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo xin cảm ơn